Tết đến với cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1. Du khách thích thú với Noel dưới thủy cung. Phá đường dây làm tiền giả, thu giữ súng và lựu đạn. Căn nhà trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn, nhiều người dân ôm tài sản tháo chạy. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực cải thiện suất ăn dinh dưỡng tại bệnh viện. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc nhìn trưa nay. Cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Những ngày cuối năm, nhiều món quà mang hương vị Tết đã được gửi đến các cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1. Món quà là tình cảm của người hậu phương nơi đất liền, luôn hướng về tiền tiêu của Tổ quốc, trong đó có nhà giàn JK1. Trong khuôn viên cơ quan của tiểu đoàn JK1, vùng 2 Hải quân, những ngày này dường như Tết đã về sớm. Ngoài sân là hàng chục cây quất tươi xanh, trái vàng mọng. Trong nhà, những cây mai, cành đào, những vật phẩm ngày Tết đã xuất hiện để chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023. Đây là những phần quà Tết của tuổi trẻ, chính quyền huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, của Quỹ vì Hoàng Sa Trường Sa, học bổng Vừa A Dính, v.v. gửi đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trong mùa xuân này. Sáng 20 tháng 12, chị Phạm Thị Phương Liên, chủ một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, cùng bạn cũng là một doanh nhân ở Bà Rịa Vũng Tàu, đã trao hàng chục thùng quà là máy xay sinh tố, cà phê, bột giặt, nấm, hạt điều, cây mai nhựa, đào nhựa, v.v. cho ban chỉ huy tiểu đoàn JK1. Vài ngày nữa, những món quà xuân, quà Tết của mọi người sẽ theo tàu ra các nhà giàn JK1. Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, chính trị tiểu đoàn JK1 cho biết, đến nay, đơn vị đã nhận được hàng trăm phần quà là các đặc sản mang phong vị ngày Tết từ nhiều vùng miền Tổ quốc. Những món quà có ý nghĩa động viên khích lệ tinh thần rất lớn đối với những người lính JK1 đang ngày đêm canh giữ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc ở thềm lục địa phía Nam. Những ngày này, nhiều du khách khi đến khu trưng bày đa dạng sinh học biển, Viện Hải dương học thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã không khỏi thích thú trước tiêu bản rùa, cá heo được đội những chiếc cài tuần lộc, chiếc nón Noel. Bên cạnh những rặng san hô là những cây thông gói quà đầy màu sắc khiến thế giới dưới đại dương trở nên sinh động, hài hước. Khu trưng bày đón rất nhiều người dân du khách đến đây tham quan và check-in trong mùa Giáng sinh năm nay. Được biết, khu trưng bày đa dạng sinh học biển đi vào hoạt động hồi tháng 9 năm 2022. Đến đây, mỗi tầng là một chủ đề khác nhau. Tại tầng 1 là nơi trưng bày các sinh vật sống dưới đáy như ốc, rạn san hô Trường Sa, rắn biển. Đặc biệt, một góc tại đây còn mô phỏng nơi sinh sống, bãi đẻ của rùa biển. Đến tầng 2 là tầng mặt nước, nơi sống của các sinh vật phù du rong biển. Tại đây trưng bày những tiêu bản được chế tác theo những công nghệ mới với màu sắc độc đáo, giúp người xem vừa như được thưởng lãm những bức tranh nghệ thuật, nhưng cũng vừa hiểu hơn về thế giới của biển. Ấn tượng nhất là kỹ thuật chế tác các mẫu rong biển tạo hình cá mao tiên, biểu tượng của Viện Hải dương học, được khảm từ hàng ngàn mảnh rong biển khác nhau, tạo nên màu sắc hoa văn đẹp mắt. Tầng 3 là một không gian hoài cổ, nơi lưu giữ bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Việt Nam lớn nhất, với gần 27.000 mẫu vật của khoảng 6.000 loài sinh vật được thu thập từ khi thành lập viện vào năm 1922 đến nay. Ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này đã kiểm tra nội bộ những bước cuối cùng của đoạn ray trên cao và các toa tàu metro để sẵn sàng cho việc chạy thử nghiệm. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5, tích hợp tỉnh và 6, tích hợp động trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng trong quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa dưới 40 km/h. Theo kế hoạch chạy thử nghiệm, tàu metro số 1 chạy sẽ chạy theo lộ trình dài gần 9 km, bắt đầu từ ga bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến ga Công nghệ Cao, dừng lại cho khách tham quan 5 phút. Sau đó, tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái và kết thúc. Thank you.
Ngày 21 tháng 12, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một căn nhà cho thuê trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó, khoảng 2 giờ 50 sáng 20 tháng 12, một căn nhà cho thuê trong hẻm 182 trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh xảy ra cháy lớn. Khi người dân sống trong hẻm 182 nghe tiếng nổ lớn kèm mùi khét nồng nặc và chạy đến kiểm tra, thì phát hiện căn nhà cho thuê lửa đang cháy mạnh. Những người trong nhà này tìm cách chạy thoát thân, người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình sửa chữa nhà, công nhân đang hàn xì thì tia lửa bất ngờ bắn ra, gây ra hỏa hoạn. Ngày 21 tháng 12, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã di lý hai người trong đường dây làm tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng tiền lớn từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Trước đó, ngày 26 tháng 11, có hai người mua một điện thoại iPhone từ chị NTP, 27 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, giá 10,2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, chị P phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả, tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nên trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng đã tìm ra hai người dùng tiền giả mua điện thoại là Đoàn Văn Dương, 33 tuổi, và Hồ Văn Tiện, 34 tuổi, cùng trú tại tỉnh Quảng Nam. Hai người này khai đã lên mạng tìm kiếm thông tin mua tiền giả từ người khác. Công an đã truy được hai người đã bán tiền giả là Nguyễn Thị Cẩm Duyên, 34 tuổi và Nguyễn Như Phú, 51 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi khám xét nhà của Duyên và Phú, công an thu giữ toàn bộ dụng cụ phương tiện để sản xuất tiền giả cùng hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. Ngoài ra còn có 3 súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 3 gói tinh thể nghi là ma túy. Duyên và Phú đã bị bắt khẩn cấp. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Ngày 21 tháng 12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên dàn cảnh mua cà phê để lấy trộm điện thoại của chủ quán nước. Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân không trình báo công an về vụ mất trộm điện thoại. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội với mục đích cảnh báo để người dân cảnh giác, nhất là trong thời điểm cận Tết. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 19 tháng 12 tại quán nước trên đường Tam Đông 11, ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chị PT, chủ quán nước cho biết, vào ngày 19 tháng 12 có nam thanh niên vào quán mua một ly cà phê đem đi. Thanh niên này đứng trò chuyện, vờ hỏi chị T về việc thuê phòng trọ. Lợi dụng lúc chị T trả tiền công cho thợ sửa máy lọc nước, nam thanh niên hỏi mua nước nhanh tay lấy trộm điện thoại của chị T để trên tủ lạnh, bỏ vào túi rồi nhanh chân đi ra ngoài, lên xe chạy mất. Thấy nghi ngờ, chị T xem lại camera thì thấy bị lấy trộm điện thoại. Sài Gòn hay về Di Thủy sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, hơn 5 năm trước, suất ăn cho bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chỉ chiếm 1,3%, còn lại đa phần người bệnh tự nấu hoặc mua bên ngoài. Vì vậy, khu dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm khó đảm bảo. Hiện nay, thực hiện quy định của Bộ Y tế, các bệnh viện đã bắt đầu quan tâm hơn đến vấn đề này, tạo thuận lợi cho người bệnh. Việc được chăm lo bữa ăn ngay tại nơi điều trị cũng khiến cho người dân an tâm điều trị và phục hồi tốt. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình ngay sau đây. Theo thông tư 18 của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng cho bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải lập khoa dinh dưỡng, người bệnh phải được hỗ trợ, theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ dinh dưỡng trong suốt quá trình điều trị. Với quy mô 1.200 đến 1.300 giường bệnh nội trú, bếp ăn bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh luôn trong trạng thái khẩn trương hoàn tất những suất ăn dinh dưỡng đến từng phòng sản phụ. Ngoài những suất ăn dành cho sản phụ có sức khỏe bình thường, bếp ăn còn nấu những suất ăn cho sản phụ có bệnh lý kèm theo như đái tháo đường, thai kỳ, tim mạch, thận. Tùy tình trạng bệnh kèm theo của sản phụ mà suất ăn được gắn những chiếc thẻ với màu sắc khác nhau để phân biệt. Có trên 90% sản phụ mắc bệnh lý đều được cung cấp suất ăn bệnh lý.
sản phụ vô thì người ta sẽ được tư vấn về cái chế độ ăn cặn kẽ và cái lợi hại giữa cái chuyện là người ta phải tự chế biến đem vô hoặc là ở bên ngoài mang vô đó, rồi với cái chuyện là người ta đăng ký xuất ăn tại bệnh viện. Một trong những cái mà về dinh dưỡng tiết chế đau đầu á, không phải ra cái thực đơn mà là sự tuân thủ cực kỳ khó. Đối với mà bệnh nhân nội trú mà đăng ký cái thức ăn bệnh lý á, thì mình sẽ bỏ cái thời gian ra mình tư vấn rất là nhiều. Còn tại bệnh viện Chợ Giấy, dù số lượng bệnh nhân điều trị nội trú luôn quá tải, nhưng bệnh viện đã nỗ lực rất nhiều để đáp ứng số lượng suất ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp bệnh nhân mau lành bệnh. Mỗi ngày bệnh viện phục vụ từ 2.200 đến 2.300 suất ăn cho bệnh nhân nội trú, đạt tỷ lệ 100% bệnh nhân ăn trong bệnh viện. Từ rất lâu rồi, đó là bệnh viện là có đơn vị đấu thầu, đó là một đơn vị bên ngoài họ vào để họ thầu, đó đấu thầu công khai rộng rãi. Cái chất lượng suất ăn được sự giám sát và chuyên môn chính là của khoa dinh dưỡng. Cái nguồn đầu vào thực phẩm là luôn luôn theo quy trình của an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là bằng những cái test kiểm tra về an toàn thực phẩm nhanh. Và khi không bình thường như vậy, chúng tôi đi kiểm định chất lượng ở các trung tâm đo lường chất lượng. Thực tế, nhiều bệnh nhân điều trị nội trú vẫn còn tâm lý thích ăn thực phẩm bên ngoài do đa dạng món và nêm nếm vừa miệng. Tuy nhiên, việc không tuân thủ chế độ dinh dưỡng của bác sĩ khuyến cáo sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị và hồi phục, có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và rối loạn chuyển hóa. Với tôi trong bệnh viện, bác sĩ nói là bị huyết áp cao cho nên ăn đồ ăn của bệnh viện chứ không được ăn đồ ăn ở nhà. Ăn thì bình thường mà có cái hơi lạc. Vì mình theo dõi thai kỳ á, lại bị cao huyết áp với lại bị đường thai kỳ á. Mình phải ăn sức ăn của bệnh viện để cho mình giảm, đừng có lên huyết áp với lại giảm đi độ đường á. Từ bữa mình ăn tới giờ thì huyết áp mình nó không có lên nữa, với lại đường cũng hạ. Tôi đã nhập viện nay là gần 6 tuần rồi. Riêng vấn đề ăn uống đó, thì tôi thấy một suất hiện nay thì suất buổi sáng là 10.000, suất buổi trưa là 24.000, suất buổi chiều 24.000. Theo tôi như vậy thì hợp lý. Với cái mức giá tiền như hiện tại thì tôi nghĩ là rất là được. Nó cũng vừa phù hợp cho những cái từng các cái đối tượng khác nhau. Có thể thấy ngoài việc điều trị bằng thuốc, người bệnh được điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện. Theo đề xuất của nhiều người bệnh, nếu như chi phí xuất ăn tại bệnh viện được bảo hiểm y tế chi trả một phần thay vì để họ tự túc hoàn toàn sẽ là động lực để người bệnh lựa chọn xuất ăn trong bệnh viện nhiều hơn, đặc biệt đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Còn bây giờ Tôn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.